Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ chữa các bài tập trong bài số 10, khái niệm số thập phân. Một la mã, khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số thập phân gồm 8 đơn vị. 6 phần 10, 1%, 3 phần nghìn là. Chúng ta sẽ cùng viết giá trị của từng chữ số nhé. 8 đơn vị này. 6 phần 10 là 0,6. 1% có nghĩa là 0,01. Và 3 phần nghìn là 0,003. Vậy chúng ta sẽ cộng các giá trị này với nhau. Và kết quả bằng 8,613. Cô Khoanh đáp án là A. Chúng ta chuyển sang câu số 2. Trong các câu sau, câu sai là chúng ta cùng kiểm tra nhé. A nhỏ, đáp án A 4,03, đọc là 4,03 là chính xác. Đáp án B 2,18, đọc là 2,18, chính xác này. Đáp án C 0,009, đọc là 0,09, thiếu mất một số 0 rồi. Cô Khoanh đáp án C nhé. Chúng ta chuyển sang câu 3. Số hỏi chấm 135 cm thì bằng bao nhiêu mét? Vậy thì đổi từ cm sang mét, chúng ta sẽ cần phải chia cho bao nhiêu ạ? 100. Vậy cô sẽ thực hiện phép chia như sau này. 153 chia cho 100. Vậy thì từ phân số này chúng ta viết được thành số thập phân là 1,53. Và chúng ta lắp đơn vị vào là mét. Như vậy đáp án chính xác sẽ là B, 1,53. Tiếp theo câu số 4. Câu 4, số thập phân 0,038 được viết dưới dạng phân số thập phân là. Vậy thì chúng ta sẽ viết số thập phân thành phân số nhé. Chúng ta đếm đằng sau dấu phẩy, phần thập phân có mấy chữ số ạ? 1, 2, 3. Như vậy cô sẽ viết được như sau này. Bằng 38 phần 1.000. Chúng ta quan sát 4 đáp án A, B, C, D. Không có đáp án nào giống với đáp án mà chúng ta vừa tìm ra. Nhưng mà ở đáp án C cô thấy nếu chúng ta nhân với 10, quy đồng cả tử số và mẫu số với 10. Thì ta vẫn được một đáp án bằng với đáp án C. Như vậy, đáp án C là đáp án thích hợp nhất. Cô Khoanh vào C. Câu 5. Hỗn số 22 và 510 phần 10.000 được viết dưới dạng số thập phân là. Hỗn số có phần nguyên và phần phân số. Như vậy, phần phân số đã là phân số thập phân rồi. Phần nguyên sẽ là 22. Vậy số đứng trước dấu phẩy sẽ là 22 này. Tiếp tục chúng ta giải quyết đến phân số này. Từ phân số 510 phần 10.000, cô sẽ viết được số thập phân là cô sẽ viết ra đây nhé. 0,0510. 1, 2, 3, 4 chữ số này. 1, 2, 3, 4 chữ số. Và cộng với phần nguyên là 22 nữa. Vì thì ta sẽ được số đó là 22,0510. Vậy thì đáp án bằng với kết quả mà chúng ta vừa tìm được sẽ là đáp án A, 22,051. Đáp án A là đáp án chính xác. Cô Khoanh vào A nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2. Phần tự luận bài 1. Điền phân số hoặc
Số thập phân vào chỗ trống thích hợp. Ở đây cô có một tia số. Trước tiên, ở dòng đầu tiên sẽ là các phân số thập phân, và ở hàng dưới sẽ là số thập phân. Vậy thì phân số thập phân và số thập phân sẽ tương ứng với nhau. Phân số 257 phần 1000 sẽ tương ứng với số thập phân là 0,257, được chưa ạ? 123 này, 123. Tiếp tục, phân số 258 phần 1000 sẽ tương ứng với số thập phân là 0,258. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ viết phân số thập phân nhé. 0,259 sẽ tương ứng với phân số là 259 phần 1000. Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ viết đến phân số 264 phần 1000. Ở đây thì mẫu số không thay đổi, tử số thì chúng ta sẽ cộng thêm 1, đúng chưa ạ? Tương tự như vậy, nếu như là ở số thập phân thì chúng ta sẽ cộng thêm 0,001. Chữ số đứng ở vị trí ở các chỗ trống còn lại thì chúng ta hãy thực hiện điền số và cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Và đây là đáp án của cô. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Bài 2, điền vào chỗ trống cho thích hợp. Số thập phân gồm và đọc số. Cô sẽ làm mẫu câu đầu tiên nhé. Số thập phân 73,458. Số thập phân này sẽ gồm, lúc đầu, trước tiên sẽ là 70 này, 3 đơn vị. Như vậy chúng ta đã biết xong phần nguyên. Phần thập phân chúng ta sẽ có 4 phần 10, 5 phần trăm và 8 phần nghìn. Đọc số chúng ta sẽ đọc là 73,458. Chúng ta cùng viết lại cách đọc nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta hãy thực hiện nốt với hai số thập phân còn lại nhé. Và đây là bài làm của cô. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần bài 3. Bài 3 số hỏi chấm. Ở bài 3 này thì chúng ta sẽ cần đổi các đơn vị đo đại lượng. Trước tiên, 289 gram bằng bao nhiêu gram? Từ gram đổi sang kg thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho 1000. Chia cho 1000 thì chúng ta sẽ có phân số là 289 phần 1000 đấy ạ. Và bằng 0,289. Tiếp theo, 2560 ml bằng bao nhiêu lít? Từ ml chuyển sang lít, cô sẽ cần phải chia cho 1000. Như vậy, cô sẽ có phân số là 2560 phần 1000 và số thập phân cô viết được là 2,560. Ở đây chúng ta có tận cùng là chữ số 0 ở phần thập phân. Như vậy, chúng ta có thể xóa đi. Tiếp theo, 583 mm bằng bao nhiêu mét? Vậy chúng ta lại tiếp tục chia cho 1000. Và số thập phân cô viết được ở đây là 0,583. Tiếp tục, 630 cm bằng bao nhiêu mét? Từ cm đổi sang mét thì chúng ta sẽ chia cho 100. Như vậy, số thập phân cô viết được ở đây sẽ là 6,3 mét. Tiếp theo này, từ tạ đổi sang yến. Từ tạ đổi sang yến thì chúng ta sẽ nhân với 10. Như vậy, 1,2 nhân 10 sẽ bằng 12. Tiếp theo, km đổi sang mét, cô sẽ nhân với 1000. Và kết quả sẽ bằng 47.540.
Chúng ta chuyển sang bài 4 nhé. Bài 4 số hỏi chấm 8 phần 5 bằng ô chấm. Như vậy chúng ta sẽ cần đi tìm hỗn số và bằng với 1,6. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm xem là hỗn số nào bằng với phân số và bằng với số thập phân này. Trước tiên phần nguyên, ở phần nguyên thì chúng ta sẽ bằng với phần nguyên của số thập phân. Vậy phần nguyên ở đây là 1. Tiếp tục đến phân số. Phần phân số tương ứng với phần thập phân. Phần thập phân ở đây là 0,6. Vậy thì để viết thành phân số thập phân chúng ta sẽ có là 0,6 phần 10. Như vậy hỗn số ở đây sẽ là 1 và 6 phần 10. Ở ý tiếp theo chúng ta có ô trống phần 200 bằng 2, 28 phần 100 bằng ô trống. Vậy trước tiên, để chuyển hỗn số 2, 28 phần 100 về dạng phân số, chúng ta có phần tử số sẽ bằng mẫu số nhân với phần nguyên và cộng với tử số. Ở đây chính là 100 nhân 2 cộng với 28. Và chúng ta giữ nguyên phần mẫu số. Ở đây cô thu được phân số 228 phần 100. Ở đây chúng ta thấy đề bài cho mẫu số là 200. Vậy chúng ta cần phải nhân cả tử số và mẫu số của phân số 228 phần 100 với 2. Ở đây chúng ta có 228 x 2 bằng 456 và 100 x 2 bằng 200. Vậy ở đây cô sẽ điền tử số là 456. Ở đây tiếp tục chúng ta có chuyển hỗn số 2, 28 phần 100 về dạng số thập phân. Ở đây chúng ta thấy 2, 28 phần 100 sẽ tương đương với 2 cộng 28 phần 100. Tức là sẽ bằng 2 cộng 0,28 và kết quả là bằng 2,28. Vậy số cần điền vào ô trống chính là 2,28. Tiếp tục, 1038 phần 125 bằng 8 và ô trống phần 1000 và bằng ô trống. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm tử số của hỗn số và số thập phân. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải quy đồng phân số ban đầu để có mẫu số là 1000, hay nói cách khác là chuyển sang phân số thập phân đấy ạ. Như vậy cô sẽ quy đồng tử số và mẫu số với 8 vì 1000 chia 125 bằng 8. Như vậy cô sẽ có phép tính là 1038 nhân 8 bằng 8304 và mẫu số là bằng 1000 đấy ạ. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ viết được thành hỗn số. Cô tách 8304 bằng 8000 cộng với 304 phần 1000. Như vậy lúc này thì sẽ bằng là 8000 phần 1000 cộng với 304 phần 1000. 8000 chia 1000 thì bằng 8 này, cộng với 304 phần 1000. Và kết quả bằng 8, 304. Như vậy hỗn số mà cô viết được là 8 và 304 phần 1000. Cô sẽ viết 304 vào ô trống này. Vậy thì số thập phân sẽ là 8,304. Tiếp theo, ô trống phần 500 bằng 6 và 780 phần 1000 bằng ô trống. Chúng ta sẽ cần đi tìm tử số của phân số và đi tìm là số thập phân. Vậy thì chúng ta quan sát ở đây mẫu số là 1000 này, mà mẫu số bên này có 500 thôi. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ phải thực hiện đổi từ hỗn số thành phân số, sau đó đưa phân số đó về mẫu số là 500.
Tôi sẽ viết lại mẫu số 6 và 780. Phần 1.000. Cô sẽ lấy 6 nhân 1.000 cộng với 780 và bằng 6.780 phần 1.000. Khi này thì chúng ta cùng đưa phân số này về mẫu số là 500. Vậy thì cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 2. Rút gọn về 2 thì chúng ta sẽ được là 6.780 chia 2 này trên 1.000 chia 2 bằng 3.390 phần 500. Như vậy thì tử số cô sẽ điền ở đây là 3.390. Còn số thập phân cô sẽ viết được là 6 phẩy 780. Số 0 đứng ở vị trí cuối cùng. Cô sẽ xóa bớt đi. Như vậy, phân số thập phân cô viết được ở đây là 6,78. Chúng ta chuyển sang bài số 5. Từ 4 tấm thẻ 8, 7, 6, phẩy. Hãy lập tất cả số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số và phần thập phân gồm hai chữ số. Như vậy, trước tiên cô sẽ xếp số 8 ở vị trí là phần nguyên nhé. Chúng ta sẽ có các số sau. 8,76 này. Chúng ta sẽ ngăn cách các số thập phân bằng dấu chấm phẩy. Tiếp tục là 8,67. Tiếp theo, cô sẽ để số 7 là vị trí phần nguyên. Cô được 7,86 và 7,68. Cuối cùng chúng ta sẽ sắp xếp số 6 đứng ở phần nguyên. Chúng ta sẽ được số thập phân là 6,87 và 6,78. Như vậy, chúng ta đã liệt kê tất cả có 6 số thập phân được lập từ 4 tấm thẻ này mà các số thập phân có phần nguyên gồm một chữ số, phần thập phân gồm hai chữ số. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các bài tập trong bài số 10 này. Chúng ta đã được ôn tập cũng như là bổ sung thêm về các kiến thức liên quan đến khái niệm về số thập phân. Ở video sau thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm các bài tập ở bài 11 nhé.